Xin chào các bạn. Nhiều người luôn băn khoăn không biết xây nhà 2 tầng 50 m² hết bao nhiêu tiền, cũng như làm cách nào để có thể tự mình tính toán chi phí xây dựng chính xác nhất. Trong video này, An sẽ hướng dẫn các bạn tính diện tích và ra số tiền cụ thể. Nhà chúng ta tính chi phí là một trệt một lầu một tum, có diện tích lắp là 4 x 15 m², có phần nhà là 12 m² và sân trước 2 m² và sân sau 1 m². Nhà này dùng móng cọc tính 30% diện tích sàn trệt. Nếu chúng ta dùng móng băng là 50% diện tích sàn trệt. Sàn trệt tính 100% diện tích, sân trước sân sau tính 50% diện tích, sàn tầng 1 tính 100% diện tích, sàn tầng 2 có 2 phần sân thượng và tum, tum tính 100% diện tích, sân thượng trước có hệ cột dầm tính 70% diện tích, sân thượng sau tính 50% diện tích, mái bê tông tính 50% diện tích mái. Bây giờ chúng ta đi tính diện tích chi tiết từng sàn. Nhà này có chiều rộng 4 m, chiều dài 12 m, là 48 m². Vậy móng cọc là 48 m² nhân 30% là 14.4 m². Sàn trệt 48 m² nhân 100% là 48 m². Sân trước có chiều dài 2 m, chiều rộng 4 m là 8 m². Sân sau chiều rộng 4 m, chiều dài 1 m là 4 m². Vậy tổng diện tích sân là 12 m² nhân cho 50% là 6 m². Sàn tầng 1 có chiều rộng 4 m, chiều dài 13 m, tổng 52 m² nhân 100% là 52 m². Tum có chiều rộng 4 m, chiều dài 4 m, tổng là 16 m² nhân 100% là 16 m². Sân thượng trước có chiều rộng 4 m, chiều dài 5 m, tổng là 20 m² nhân cho 70% là 14 m². Sân thượng sau có chiều rộng 4 m, chiều dài 4 m, tổng là 16 m² nhân 50% là 8 m². Mái tum có chiều rộng 4 m, chiều dài 6 m, tổng là 24 m² nhân 50% là 12 m². Vậy tổng diện tích mét vuông xây dựng của căn nhà này là 170.4 m² nhân cho 5,2 triệu bằng 886 triệu. Những nhà có cùng quy mô nhưng khác diện tích, các bạn có thể tính diện tích và nhân với phần trăm mình đã trình bày. Nếu các bạn cần hỗ trợ tính chi phí nhà thì để lại comment phía dưới, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã xem video.